thang máy để lên vòng quanh mặt trời. Đấy, cầu vừa đi qua đây, vừa đi cắt treo đi qua đây, cái cầu bên trái, lúc này con không nhìn đúng không? Nào đi sát vào để đi nào. Chia ra. Các bạn ơi. Sợ quá. Cho mình lên đi, lên luôn rồi. Hai chúng ta sợ. Lên lần đầu tiên đi vui quá. Tôi sợ. Không bị ngã. Chụp ảnh một tí. Chụp ảnh. Ôi trời gì giờ rơi rồi. Đi rất là êm, đi rất là êm đúng không? Ngồi không bị lắc. Ra ngoài này nhiều tòa lắc nhà. Vui mà, lắc vui mà. Rồi bơi xuống. Ở ngoài em được thuyền đánh cá kìa. Thuyền to nhỉ? Cho biết biển chưa? Biển đây, biển trước mặt mình đó. Em học biển, em học biển nhiều thuyền đấy. Nhìn thì thích thầm mắt. Đi sâu hả? Cầu vãi cháy kìa. Mà chỉ mượn chuyện nó cũng lắc. Cũng sẵn. Ở trên cabin này, bọn mình là ngành cao thì nhìn ở dưới này rất nhiều.
tô vẫn đang chạy gì à? Đấy, bỡ nhìn thấy không? Chạy có. Đằng xa xa thì bác ở thuyền kìa. Lên cao này chả sợ thế nào luôn. Đi rất là êm kìa. Đi cấp độ 3 đi cái 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi. Anh đi còn thấy thích không? Chào vợ đấy. Đấy. Anh nhìn ra ngoài thì thích hả? Mấy? Nếu mà tôi chú tôi mặc
À, đứng ở đây chờ đây.